Cộng đồng Liên Quân ná thở khi giải thưởng đấu trường danh vọng mùa đông 2022 suýt bị hé lộ, khả năng gấp 2 gấp 3 lần mùa xuân là rất cao. Thị trường chuyển nhượng giữa các đội tuyển Liên Quân vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì tối ngày 21 tháng 7, anh em game thủ lại sôi sùng sục khi tiền thưởng khủng của đấu trường danh vọng mùa đông 2022 suýt được hé lộ. Mặc dù số tiền chính xác đã được xóa đi cùng lời thoại lấp lửng của các tuyển thủ, nhưng với con mắt tinh đời của những thanh soi thì khả năng rất cao giải thưởng này sẽ rơi vào khoảng từ 6 cho tới 8 tỷ đồng. Còn nhớ, đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 là giải đấu eSports có số tiền thưởng lớn nhất Việt Nam với tận 3 tỷ đồng. Thực ra cũng không quá khó hiểu khi năm nay là một năm đặc biệt của Liên Quân Việt Nam khi đã đánh dấu rất nhiều cột mốc lịch sử. Đúng là ông lớn Garena thường một lần chơi lớn xem thiên hạ khó chạm trồ. Nếu cứ giữ phong độ như hiện tại thì khó có con game MOBA nào đủ sức vượt mặt như đứa con cưng của gà rán phải không anh em?